Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Vũ Review. Sở hữu những nét thiết kế truyền thống, tinh tế và sang trọng đã tạo nên tên tuổi của dòng EditBook, cùng với một cấu hình phần cứng mạnh mẽ có thể phù hợp để phục vụ hầu hết được các nhu cầu của người dùng cho đến tận thời điểm hiện tại. Với ngân sách dưới 6 triệu đồng, liệu các bạn có thể chọn được những mẫu laptop nào có con chip là i5 Ivy Bridge và có cả đồ họa rời, có màn hình lớn 15.6 inch, độ phân giải HD Plus hay không? Và mặc dù là đã trải nghiệm và review rất nhiều các loại laptop, nhưng mà thực sự thì trong tầm giá dưới 6 triệu đồng, thậm chí là còn dưới 8 triệu đồng, thì Hà Thu chưa thể tìm được một mẫu laptop nào có thể đáp ứng được những tiêu chí vừa kể. Nhưng mà trên bàn mình đây là một chiếc laptop ngoại lệ. Thực sự thì nó rất khó để mình có thể tin được rằng là HP EliteBook 8570P với đầy đủ các tiêu chí trên mà lại chỉ có giá là 5.900.000 đồng. Và đây chính là mức giá mà mình có tham khảo được ở trên website minhvu.vn. 8570P thì bỗng dưng hot trở lại trong thời gian vừa qua với mức giá bán của chiếc máy đang được siêu ọc mạnh. Đây hứa hẹn đây là một ông trùm laptop trong khoảng phân khúc là 6 triệu đồng. Vậy thì liệu với gần 6 triệu đồng mà bạn bỏ ra, chúng ta sẽ có được những trải nghiệm gì ở con 8570P này? Nên bây giờ hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay á. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói với nhau về thiết kế. Với nhiều người dùng trung thành của HP thì vốn đã quá quen thuộc với các form thiết kế kiểu cũ của dòng EliteBook, đó là vuông vức này bằng nhôm kim loại và tạo ra một cảm giác rất sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và các góc cạnh của máy đều được làm một cách rất là vuông vức và sắc cạnh. Chỉ có phía chân nắp máy thì đều vát cong tròn, tạo ra một cảm giác mềm mại hơn một xíu. Về tổng thể thì chiếc máy này chắc, cứng cáp và đạt tiêu chuẩn chống sốc. Độ bền của quân đội Mỹ là 810G, nên là các bạn có thể an tâm về chất lượng của máy. Máy cũng khá là dày và nặng, tương đương giống như các mẫu máy chạm của EliteBook W hay là ZBook với trọng lượng khoảng 2.9kg. Kèm theo cả củ sạc gần 0.5kg thì chiếc máy này khá nặng để các bạn nữ có thể là sử dụng máy mà hay phải di chuyển đi lại. Cá nhân của mình thì rất là thích môn thiết kế của 8570P hay là các dòng máy EliteBook và nó phù hợp với cả các bạn nam nữa. Còn với cả form thiết kế mới của chiếc máy này trên dòng ZBook, ví dụ như là HP ZBook 15.1 thì mình đã từng làm một video review rồi, sẽ mềm mại hơn một chút xíu, phù hợp với các bạn nữ hơn. Còn với form thiết kế kiểu như là 8570P này thì thực sự là nam tính và có lẽ là mình sẽ khó mà có thể dùng máy này khi mà ngồi ở quán cà phê chẳng hạn. Thứ hai về cổng kết nối là dòng laptop hướng đến công việc business văn phòng, nên là 8570P thì được trang bị rất nhiều các cổng kết nối. Phía trước máy sẽ là đèn LED hiển thị trạng thái máy vẫn đang bật, wifi có cổng kết nối hay không, và phía cạnh trái là hai cổng USB 2.0, một cổng FireWire 400 mà mình vẫn chưa biết phải sử dụng như thế nào, một hốc tản nhiệt này, một cổng eSATA mà mình thì hiện giờ vẫn là không biết sử dụng nó luôn. Nếu mà bạn nào biết thì có thể comment ở bên dưới và giải thích cho Hà Thu nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một cổng VGA, một đầu đọc thẻ Express Card. Và cạnh sau của máy là một cổng DisplayPort, một cổng nguồn, một Siri port và một cổng modem. Và phía cạnh phải là một cổng audio in-out, hai USB 3.0, một ổ DVD, một cổng mạng LAN và một thẻ khóa Kensington. Thưa các bạn thì máy này thiếu đi một cổng HDMI mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Nhưng mà máy thì cũng đã có cổng VGA rồi đúng không nào, và chúng ta cũng phải tạm hài lòng với nó. Việc HP đặt hốc tản nhiệt ở phía cạnh trái thì cá nhân mình là thực sự không thích, vì tản nhiệt thì sẽ nóng và đôi khi là sẽ làm cho chúng ta cảm thấy khá là khó chịu. Giá mà HP có thể đặt hốc tản nhiệt này ở phía cạnh sau của máy thì sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Thứ ba, chúng ta sẽ cùng nói với nhau về bàn phím và touchpad. Bàn phím của nhà sản xuất HP thì đã trang bị trên chiếc máy xách tay khá là giống với cả những model EliteBook ở trên các thế hệ trước. Bàn phím này thì mình đánh giá là khá tốt này, các nút bấm thì cũng rất là êm và khoảng cách thì khá là hợp lý, không hề có hiện tượng là flex khi mà gõ phím. Điểm trừ duy nhất trên bàn phím này là bốn phím điều hướng được thiết kế khá nhỏ, đến phím số 0 còn to hơn cả bốn phím điều hướng, và bàn phím này thì cũng không được hỗ trợ cả đèn nền LED sáng. Còn touchpad của chiếc máy này thì khá là mượt mà và có cùng tông màu với cả bàn phím các bạn nhé. Kích thước của touchpad thì cũng rất là hợp lý và đem tới chúng ta cảm giác là không bị tù túng như là những một số những cái sản phẩm của các thương hiệu khác. Và máy thì cũng được trang bị thêm một vài phím chức năng như là cảm biến vân tay này, giúp mở máy được nhanh và thuận tiện hơn. Bên phải máy thì còn có cả phím mở nhanh máy tính nữa, và phím này thì mình thấy là rất là tiện dụng.
Ngoài ra thì phải kể tới cả phím mở trình duyệt web nhanh này, phím tắt mở wifi nhanh. Camera của máy thì cũng được trang bị thêm một chiếc đèn led nhỏ xíu, và chỉ cần bấm vào chiếc đèn led này thôi thì đèn sẽ sáng và chiếu xuống màn hình. Một chi tiết rất nhỏ nhưng mà cũng có thể đủ là chứng minh HP thực sự rất là chú ý tới trải nghiệm của người dùng. Bởi với công việc văn phòng thì thi thoảng phải làm việc trong điều kiện là thiếu ánh sáng lúc nào, và chiếc đèn led này rất là hữu ích với các bạn đấy. Tiếp theo sẽ phải nói về loa của chiếc máy này. Máy thì được trang bị hai loa ở phần thân máy phía trước, còn hai loa này thì hướng về phía người dùng nên là trải nghiệm âm thanh trên máy thì cũng rất là tốt, vì âm thanh thì được truyền tải trực tiếp tới người nghe và chất lượng âm thanh thì ở mức độ cơ bản phù hợp với cả người dùng. Thứ năm, chúng ta sẽ cùng nói về màn hình nhé. Máy được trang bị 3 phiên bản màn hình hiện nay là 15.6 inch HD, HD Plus và Full HD. Hiện tại trên màn hình đây chính là màn hình HD Plus 1600x900 pixel, được trang bị thêm tấm nền chống chói nữa. Máy cho chất lượng hiển thị rất tốt và góc nhìn rộng. Độ sáng của máy chỉ dừng ở mức là 236 nits, nên là khi làm việc ở ngoài trời nắng thì sẽ không được tốt cho lắm. Độ chuẩn màu sắc của chiếc máy này cũng rất tốt, máy đạt 97% sRGB. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mở thử cho các bạn xem một đoạn video 4K để các bạn theo dõi nhé. Máy được trang bị một cấu hình phần cứng tương đối mạnh mẽ với chip xử lý Intel Core i5 và i7. Với phiên bản mình đang có ở đây chính là phiên bản chip Core i5 3360M với 2 nhân 4 luồng, dung nhịp 2.8GHz và turbo lên tới 3.5GHz, bộ nhớ đệm cách là 3M, RAM 4GB, ổ cứng HDD 320GB. Và chiếc máy này cũng sẽ kèm theo một card đồ họa rời AMD Radeon HD 7570M. Chiếc card đồ họa này thì sẽ có sức mạnh tương đương với cả NVIDIA GT 7570M các bạn nhé. Máy có tổng cộng là 2 thanh cắm RAM và có thể nâng cấp tối đa lên tới 16GB. Máy có một ổ 2.5 inch và một ổ đĩa CD. Vậy thì chúng ta sẽ có tối đa là 2 ổ cứng để có thể nâng cấp máy lên SSD cho tốc độ chạy khởi động máy nhanh hơn. Và máy chỉ được trang bị một quạt tản nhiệt, và quạt tản nhiệt này thì sẽ cho toàn bộ hệ thống của máy các bạn nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về hiệu năng thực tế của con máy này. Với con chip i5 thế hệ thứ 3 thì chắc chắn rồi, Photoshop, là Illustrator hay là Corel để thiết kế ảnh 2D thì rất đơn giản, và máy thao tác làm việc cũng rất mượt mà và chân chu. Khi các bạn có mở file VSD Photoshop nặng dưới 2GB thì các đồ họa AMD 7570M vẫn giữ sức chiến tốt. Và mình cũng đã dùng thử Premiere để edit các video trên kênh Minh Vũ Review thì thấy máy này cho trải nghiệm dùng rất tốt. Thì project mà các bạn đang thấy ở đây thì mặc dù được import rất nhiều video quay sản phẩm, ảnh và có cả là video project Full HD tầm 10 phút nữa, có kèm rất nhiều những hiệu ứng chuyển cảnh và còn có màn trình màu Lumetri Color để có thể là ở chế độ 1.2 preview thì máy vẫn chạy mượt mà. Còn nếu mà để ở chế độ full thì bắt đầu máy sẽ hơi giật một xíu. Để mượt mà làm việc nhất thì mình sẽ để ở chế độ là 1/4 các bạn nhé. Vì máy được trang bị thêm cả card rời nên là edit video ở mức độ cơ bản tầm 5 phút, up YouTube thì sẽ thấy cấu hình của máy dư sức chiến đấu tốt. Và mình có mở cả import project Premiere link sang After Effects để chỉnh sửa, tạo thêm hiệu ứng thì máy sẽ khá là giật. Nguyên nhân thì mình nghĩ rằng là do mình mở một lúc quá là nhiều cả Premiere và After Effects thì dung lượng của RAM hoặc đĩa 4GB của máy là không thể đáp ứng đủ. Vậy thì mình có thể là có một lời khuyến cáo dành cho các bạn là các bạn nên nâng cấp thành 8GB hoặc là 16GB nhé. Còn các bạn hay phải mở nhiều app ứng dụng để làm việc cùng một lúc thì mình vừa dùng cả Photoshop này, Premiere, After Effects và có cả kèm luôn cả các gốc nữa để về nhà, thì nâng cấp lên thành 16GB để sử dụng máy được tốt hơn. Về cơ bản thì cấu hình 8570P bản i5 này vẫn có thể sử dụng After Effects ở mức độ cơ bản, kèm theo đó là một vài hiệu ứng text chuyển cảnh cơ bản. Nếu các bạn dùng quá nhiều tính năng nặng như là tracking 3D hay là tracking camera, tạo nhiều hiệu ứng chỉnh màu, đổ bóng trong AE thì máy sẽ không thể nào tải nổi. Các bạn có thể cân nhắc tới phiên bản là 8570W, là dòng máy chạm chuyên nghiệp với các đồ họa pro và mới có thể là xử lý được các app video nặng như là AE, Maya hay là Cinema 4D, Revit. Và mình cũng mở thử chơi một game online nhẹ nhẹ cho các bạn xem nhé, đó là game LOL. Thì máy cho trải nghiệm rất tốt, ở độ phân giải màn hình HD thì hiển thị của máy cũng tương đối tốt, mức FPS luôn dao động ở mức là 80-90 và không bị tụt quá nhiều trong suốt thời gian 2 tiếng chơi game liên tục. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói với nhau về thời lượng pin của con máy này.
máy được trang bị pin 6 cell, thời gian sử dụng ở mức độ là 4-5 tiếng on screen liên tục. Nếu các bạn có sử dụng máy để làm việc nặng thì nên cắm thêm một chiếc sạc nữa để đảm bảo đủ nguồn điện và máy sẽ hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Và trong tầm giá 6 triệu hiện nay, nếu các bạn bỏ qua yếu tố thời trang nhỏ gọn thì HP EliteBook 8570P gần như là lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn với tầm giá như vậy. Với cấu hình mạnh mẽ, chất lượng build máy tốt, ổn định cùng với cả khả năng nâng cấp mở rộng máy. Và đây chắc chắn là một con máy hứa hẹn sẽ trở thành một con máy rất hot trong năm nay. Còn các bạn thì sao? Ý kiến của các bạn như thế nào về con máy cực kỳ thú vị này? Hãy chia sẻ với anh của bên dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bình Vũ Review. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nữa nhé! Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo!